Hello anh em, trên tay mình đây đang là một chiếc Galaxy Z Flip 5, một chiếc điện thoại cũng là flagship của ông lớn Samsung, ra mắt cũng được gần một năm rồi. Vậy thì tại sao cho tới bây giờ ấy, chiếc Flip 5 này lại chưa thực sự gọi là phổ biến, cũng như là nhận được ít sự quan tâm hơn so với các mẫu flagship dạng thanh khác, hay kể cả như là một chiếc Galaxy Z Fold? Nguyên nhân là do đâu? Có phải là do con Z Flip 5 này nó không ngon, hay là có một nguyên nhân khách quan nào khác? Thì cùng mình giải đáp qua video ngày hôm nay nhé. Trước tiên thì nhiều anh em sẽ bảo rằng là con Z Flip 5 này khó bán bởi vì là do giá nó quá cao, mua thì thà mua iPhone còn hơn. Thì thật ra là cái này cũng đúng một phần khi mà nó mới ra mắt thôi. Đúng là với hơn cái mức giá khoảng tầm là hơn 20 triệu mà khi mà mở bán của con Z Flip 5 này nó có hơi cao thật. Và khi đó thì người dùng sẽ cân nhắc nhiều hơn sang một chiếc iPhone hoặc là một chiếc Galaxy S Ultra. Nhưng mà kể cả như bây giờ được gần hơn một năm rồi, khi mà mức giá con Z Flip 5 này đã giảm cực mạnh, chỉ có hơn 14 triệu mà vẫn nhận được rất ít sự quan tâm, thì chắc chắn là cái mức giá nó không phải là nguyên nhân chính rồi. Bởi vì là với 15 triệu như này thì con Z Flip 5 nó có những giá trị cực kỳ là đáng tiền với những nâng cấp của mình, kể cả là khi mà so với một chiếc điện thoại dạng thanh thông thường, nó sẽ có những trải nghiệm mới mẻ hơn, những tiện ích mà chỉ có một chiếc điện thoại gập mới có được. Đầu tiên là cái việc mà Z Flip 5 này nó sẽ nhỏ gọn và linh hoạt hơn. Nếu mà các bạn đang cầm một chiếc điện thoại phẳng và chuyển sang dùng con Z Flip 5 này, thì cái điều đầu tiên mà anh em có thể cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là về cái thiết kế của nó rất là nhỏ gọn. Anh em có thể là bỏ vừa vào túi quần mà không lo bị cấn. Cái thiết kế bản lề mới này thì nó sẽ không cứng cáp so với kiểu thiết kế như là cái bản lề của con Z Flip 4. Nhưng mà với Z Flip 5 thì cái kiểu bản lề giọt nước này cũng đã giúp cho hoàn thiện máy hơn rất là nhiều. Nó giúp máy gập sát hơn và gần như là không còn khe hở khi máy gập lại. Thế nên thì máy cũng chỉ có độ dày là 15mm khi gập lại, hoặc là mở ra thì cũng chỉ là 7mm mà thôi. Nó mỏng tới mức mà nó sẽ gây bất ngờ cho anh em ngay lần đầu tiên mà anh em cầm luôn. Nên là nếu mà anh có cơ hội thì em cứ thử là trải nghiệm xem nó có đúng như là mình nói hay không. Và anh em cũng biết rằng là Samsung ấy, họ làm ra chiếc Flip này là dành cho đối tượng phái đẹp là chính. Nên là cái việc bạn nhỏ gọn khi gặp lại có thể để vừa một chiếc túi xách nhỏ gọn ấy, nó sẽ rất là tiện lợi hơn nhiều so với những chiếc điện thoại phẳng thông thường. Một cái điểm ở cái bản lề này nữa đó chính là cái Flex Mode của nó có góc mở rất là rộng. Khi mà mở ra thì nó có góc lên tới là 120 độ mà máy vẫn có thể là làm vững trên mặt phẳng mà không cần một cái giá đỡ hay là đồ kê nào khác cả. Cái này thì nó rất là tiện dụng khi mà rửa tay cũng như là lúc ăn hay là làm việc, hoặc là thậm chí là nó sẽ tiện cho chị em khi mà dùng thay một chiếc gương trang điểm luôn. Và nói gì thì nói, nếu mà ngồi giữa số đông người dùng điện thoại phẳng thông thường ấy, thì lôi ra một chiếc điện thoại gập như là Flip 5 ấy sẽ khác lạ hơn, độc hơn và cảm giác là không bị đụng hàng vậy. Thứ hai, nếu mà nói về cái giá trị nhất của Flip 5 thì là một chiếc màn hình flex bên ngoài, phần được coi là nâng cấp lớn nhất so với thế hệ tiền nhiệm. Chiếc màn hình này thì cũng phải to hơn gấp đôi so với con Z Flip 4 khi mà kích thước đã lên tới là 3.4 inch, tức là nó sẽ bằng một nửa màn hình so với một chiếc điện thoại phẳng thông thường rồi. Cái việc mà kích thước màn hình ngoài lớn như này rõ ràng làm cho máy nhìn nó sẽ hiện đại hơn so với trước đó, mà tiện ích mà nó đem lại cũng cực kỳ là nhiều. Mình có thể là trải nghiệm các ứng dụng phổ biến như là YouTube này, Netflix hay là Google Maps trên đây. Ngoài ra thì có thể là mở rộng và đưa thêm ứng dụng khác vào thông qua Google Docs nữa. Tất nhiên thì không phải là ứng dụng nào cũng có thể là hoạt động hoàn hảo được, nhưng mà với những ứng dụng phổ biến ấy thì vẫn đang khá là ổn, đem lại những trải nghiệm không chỉ mới mà cũng không kém so với trên màn hình phẳng thông thường là bao. Và với cái màn hình lớn như là trên con Flip 5 này thì mình bây giờ ấy có thể là thoải mái trả lời tin nhắn hay là ghi chú ngay trên màn hình này mà không cần phải là mở ra. Không chỉ nó tiện hơn mà nó còn tiết kiệm pin hơn nữa. Ngoài ra thì nếu mà nói về độ tiện dụng của cái màn hình này ấy, thì không thể là không nhắc tới cái sự tiện lợi khi mà kết hợp camera sau. Dù là camera selfie này, cái độ phân giải của nó sẽ không cao tới mấy, nó sẽ hạn chế về cái mặt cảm biến nên là chất lượng nó sẽ không bao giờ là về cái khoản chụp hình hay là quay phim ấy sẽ bằng camera sau được. Trong khi đó thì con Flip 5 này nó lại tận dụng được camera sau để mà selfie với chiếc màn hình ngoài. Cái việc mà nó dễ dàng căn chỉnh góc chụp, góc quay mà không cần tới sự trợ giúp của người khác nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Và tiện lợi như nào ấy, thì chắc là chỉ có chị em là những người mà cảm nhận rõ nhất thôi. Thậm chí là kể cả cái việc là quay vlog ấy thì đây cũng là một món hời. Khi mà ngoài cái việc mà kiểm soát được góc quay thì cái việc mà nhỏ gọn ấy nó cũng sẽ tránh được cái việc mỏi tay hay là rơi rớt khi mà em quay trong một thời gian dài. Về cái mặt khác như là hiệu năng hay pin thì Flip 5 nó cũng phải là kém, bởi vì là dù sao nó cũng được trang bị con chip là Snapdragon 8 Gen 2 và pin thì cũng được nâng lên là 3700, giúp tăng thêm cái thời lượng sử dụng pin. Snapdragon 8 Gen 2 thì chắc chắn là vẫn sẽ bị bóp hiệu năng thôi, nhưng mà mấy ai cày game nhiều trên một chiếc điện thoại gập như thế này đâu. Quan trọng là dư mạnh để mà đáp ứng được mọi nhu cầu sử dụng rồi và đủ để mà hoạt động tốt Galaxy AI mới được cập nhật gần đây trên con Z Flip 5 này nữa. Thế thì tại sao là nhiều điểm ngon như thế mà Z Flip 5 này nó vẫn chưa thấy phổ biến? Thì tất nhiên là nó vẫn có những hạn chế đi kèm. Một chiếc màn hình gập flex này thì thật ra là cũng ngầu đấy, gập thì cũng ngọn đấy, nhưng mà nó gặp phải những cái vấn đề chính là như là cái lớp gấp màn hình của nó này hay là cái độ bền của chiếc máy này nữa. Mặc dù là cái kiểu là gập giọt nước ấy đã giúp máy gập kít hơn cũng như là màn hình phẳng hơn, nhưng mà nó vẫn không tránh được cái việc mà nó có lớp gấp trên phần màn hình này. Đặc biệt là sau một thời gian dài sử dụng ấy thì cái việc mà lớp gấp này nó sẽ càng ngày càng lộ rõ hơn là điều không thể nào tránh khỏi. Bản lề thì mặc dù là có thể là gọi là cứng cáp hay bền đấy, nhưng mà nếu mà anh em gập ra gập vào nhiều ấy
thì dần dần của nó cũng sẽ bị dơ đi mà thôi, và nó sẽ không tránh được cái việc mà bị lệch nhẹ đi một chút. Thực ra thì nó sẽ không ảnh hưởng tới cái quá trình sử dụng đâu, nhưng mà những ai săn soi kỹ thì cũng sẽ không thoải mái cái điều này cho lắm. Với một cái điểm chí mạng nữa trên những chiếc màn hình gập này, đó chính là cái độ bền của nó sẽ kém hơn khi mà so với những màn hình phẳng. Samsung thì ngày trước đã hay mang tiếng cái vụ là thanh gương ánh sáng trên phần màn hình rồi. Những chiếc màn hình của Samsung ấy thì nói thật là nó rất là ngon, nhưng mà cái độ bền thì cũng không dính ít phốt đâu. Và màn phẳng thì còn thế, thì màn gập chắc chắn nó sẽ dễ dính hơn. Gặp trực tiếp thì thật ra thì mình cũng chỉ chứng kiến một chiếc Z Fold 4 bị hỏng màn, chứ Flip 5 thì chưa. Nhưng mà theo thông tin tham khảo ấy, thì cái hiện tượng hỏng màn gập của Samsung đang diễn ra với tỷ lệ cao hơn so với màn phẳng. Dù là không phải ai cũng gặp phải đâu, cái kiểu gọi là đen lắm hoặc là nhân phẩm gọi là tệ lắm thì mới bị thôi. Thế nhưng cũng là một sự lo lắng cần thiết mà nhiều người dùng gặp phải, nên là nó sẽ ái ngại hơn khi mà chọn một chiếc điện thoại gập như thế này. Một nguyên nhân khách quan nữa khiến con Z Flip 5 này nó chưa phổ biến, đặc biệt là thị trường Việt Nam, đó chính là do iPhone đang thống lĩnh hoàn toàn. Cầm một chiếc Z Flip 5 dù có giá là 15 hay là 20 triệu thì chắc chắn là người ta đã thấy là nó không sang trọng bằng cầm một chiếc 12 Pro Max. Thì đấy là một cái thực tế ở Việt Nam, bởi vì là người Việt ấy họ đang quá chuộng quả táo khuyết hơn là chuộng cái sự thực dụng của công nghệ. Ok thì con Z Flip 5 này nó có thể gặp, có thể là làm được nhiều trò, nhưng mà nó không có camera bao mắt thì nó vẫn không là gì cả. Như là cái câu chuyện mà Smart Switch có thể là truyền file nhanh không kém AirDrop, nhưng mà nó không thể là truyền được cho người dùng iPhone, thì đây nó vẫn là một cái sự gọi là ảnh hưởng của cộng đồng, ảnh hưởng của số đông. Đến ngay cả những chiếc điện thoại phẳng của Samsung đôi khi nó còn chật vật so với iPhone, thì một chiếc máy chưa phổ biến như là Z Flip 5 này gặp những cái vấn đề này là cái điều rất là dễ hiểu. Thế nhưng thì với quan điểm của mình ấy, thì Flip 5 nó vẫn là một cái điều gì đó rất là đặc biệt. Thế nhưng thì với quan điểm của mình thì Flip 5 nó vẫn là một cái điều gì đó rất là đặc biệt giữa cuộc đua công nghệ hiện đại bây giờ. Một thứ mà đáng để anh em dành sự quan tâm, trải nghiệm, chứ không phải là chỉ riêng dành cho các chị em phụ nữ đâu. Mình thì mình thấy thế, còn anh em thì thấy sao nhỉ? Liệu con Flip 5 này ấy, nó có đáng để anh em cân nhắc hay không? Thì comment ở bên dưới nhá. Rồi giờ thì cũng kết thúc video rồi. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Tạm biệt anh em.